sáng tôi thức dậy, trong sân ngập lá úa, nhạc lá reo chợ mình. Em như chim quanh đây. Buổi sáng tôi thức dậy, sau nhà con chim hót, nhạc mới cho một ngày. Em như chừng quanh đây. Em vẫn quanh tôi, cho mây trời là tóc rối, cho thênh thang từng mạng tôi, cho vươn lên những mặt trời. Em đã cho tôi từng không gian xa vời, âm thanh giấc mơ, từng nơi con nước trôi. Buổi sáng tôi thức dậy, nghiêng nghiêng một tia nắng, sưởi ấm cho một ngày. Em như chừng quanh đây. Buổi sáng tôi thức dậy, hôn lên cành thập giá. Em trao tôi một ngày, và em chừng quanh đây. Gieo chợ mình, em như chừng quanh đây. Buổi sáng tôi thức dậy, sau nhà con chim hót, nhạc mới cho một ngày. Em như chừng quanh đây. Em vẫn quanh tôi, cho mây trời tóc rối, cho thanh thang từng mạng tôi, cho vươn lên những mặt trời. Em đã cho tôi từng không gian xa vời, từng âm thanh giật mơi, từng nơi con nước trôi. Sáng tôi thức dậy, nghiêng nghiêng một tia nắng, sưởi ấm cho một ngày. Em như chừng quanh đây. Buổi sáng tôi thức dậy, hôn lên cành thập giá. Em trao tôi một ngày, và em chừng quanh đây. Buổi sáng tôi thức dậy, hôn lên cành thập giá. Em trao tôi một ngày, và em chừng quanh. Chừng như còn quanh đây, sáng tác của luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, quý vị vừa nghe qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Hiệp. Còn bây giờ Thanh Tùng chào mừng quý vị đến với tiết mục thảo luận về chính trị, về thời sự mà quý vị đang quan tâm với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Tiết mục này đến với quý vị 6 giờ chiều mỗi thứ tư hàng tuần trên làn sóng này, trên
chương trình website thanhtùngentertainment.com. Thanh Tùng xin kính gửi lời chào đến luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên xin kính chào quý khán thính giả và chào Thanh Tùng. Thưa luật sư, buổi hội luận với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên vào ngày hôm nay chưa đầy 2 tuần đến ngày tổng tuyển cử và cũng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ trước cuộc tranh luận cuối cùng của hai ứng cử viên tổng thống. Cho đến giờ này, chắc là Thanh Tùng phải nhờ luật sư Nguyễn Hoàng Duyên có thể điểm qua các kết quả những cuộc thăm dò mới nhất hiện nay ra sao thưa luật sư? Nói chung là trên toàn quốc thì trung bình của các cái thăm dò toàn quốc đó thì Phó Tổng thống Joe Biden đang dẫn trước vào khoảng giữa cái mức từ 8 điểm cho tới 9 điểm. Còn ở các cái tiểu bang gọi là tranh đua chiếc gọi là tiểu bang chiến địa đó thì Texas là một cái tiểu bang mà thường thì đây là một cái tiểu bang của đảng Cộng hòa và những cái ứng cử viên Cộng hòa đó luôn luôn là thắng trước, tức là được khi mà thắng đó, thì thắng vào khoảng 10 điểm 11 điểm, tức là thắng khoảng 2 cái digit trở lên thôi. Thì bây giờ ở tại Texas, Tổng thống Trump đang dẫn trước khoảng là 4.5 điểm. Còn ở bên Florida thì năm 2016 Tổng thống Trump thắng vào khoảng 1.5 đó, 1.5 điểm. Thì bây giờ những cái thăm dò trung bình rải rác ra đó thì Joe Biden đang dẫn trước vào từ 2 cho tới 3 điểm. Những cái tiểu bang mà gọi là chiến địa gay gắt hơn thì như là Pennsylvania thì ngay bây giờ Tổng thống Trump đang Tổng thống Trump đang thua ông Joe Biden vào khoảng 6.5 cho tới 7 điểm ở Pennsylvania. Những tiểu bang khác như là Wisconsin hay là Michigan, cái khoảng cách cũng vào khoảng 7 điểm. Thì đó là cái tình hình chung như vậy. Nhưng mình thấy là mình chỉ nói rằng là cái tình hình chung. Nhưng mà cái quan tâm nhất là ở những cái tiểu bang chiến địa, nhưng mà anh Duyên mới vừa chia sẻ với Thanh Tùng. Trở lại. Tôi Thanh Tùng đang ngồi nhìn vào kết quả thăm dò ý kiến từ đài Fox News. Thanh Tùng chọn từ đài Fox News để những quý vị mà là fan cứng của Tổng thống Trump thì không có trách Thanh Tùng ha. Đây, kết quả thăm dò ý kiến của Fox News đưa ra vào chiều ngày hôm nay. Ở tiểu bang Ohio, cũng là một trong những tiểu bang chiến địa, thì Tổng thống Trump hiện giờ đang dẫn trước ông Joe Biden nhưng với một khoảng cách rất nhỏ thôi quý vị, nhỏ thôi. Ở Ohio hiện giờ ông Trump chỉ dẫn trước ông Joe Biden có 3% thôi, 48% cho ông Trump và 45% cho ông Joe Biden. Trong khi đó, khi quý vị nhìn lại kỳ bầu cử cách đây 4 năm 2016, ông Trump đã thắng ở Ohio tới 8% so với đối thủ của mình là cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Nhưng có vẻ năm nay thì cái mức thắng đó nó không cao tới như vậy. Ở tiểu bang Michigan hiện nay, cũng theo kết quả thăm dò ý kiến của đài Fox News, thì ông Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump tới 12%. 52% nói sẽ bỏ phiếu cho ông Joe Biden, chỉ có 40% nói sẽ bỏ phiếu cho ông Trump mà thôi. Ở tiểu bang chiến trường kế tiếp là Pennsylvania, thì ông Joe Biden cũng đang dẫn trước với 5%, 50% ủng hộ cho ông Joe Biden, 45% nói họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Tiểu bang chiến địa kế tiếp đó là Wisconsin. Ông Joe Biden cũng đang dẫn trước 5%, với 49% so với 44%. Đó là phần cập nhật để mang đến với quý thính giả. Và hiện bây giờ, người ta nói nhiều tới các tiểu bang chiến trường, những tiểu bang nghiêng ngả, luật sư Duyên mới vừa điểm qua rồi. Và Thanh Tùng muốn nghe thêm ý kiến của luật sư Nguyễn Hoàng Duyên ở một số tiểu bang chiến trường, thí dụ như ở Florida chẳng hạn. Tổng thống Trump muốn thắng 4 năm nữa tại Tòa Bạch Ốc, ông phải thắng tại tiểu bang Florida. Vậy theo luật sư Nguyễn Hoàng Duyên hiện giờ đó, 13 ngày trước ngày bầu cử thì liệu bên Florida tình hình hiện nay có dấu hiệu gì thay đổi hay không thưa luật sư? Ở Florida
Trước hết để mà mình đi tình hình từng tiểu bang nó muốn chia sẻ với quý khán giả của mình ấy, là mình cứ cứ tưởng tượng như là chúng ta đang ngồi một cái bàn cờ tướng vậy đó, có nghĩa là dàn quân chỗ nào mạnh chỗ nào yếu mà. Thì khi mà Thanh Tùng hỏi cái về tiểu bang Florida là Thanh Tùng hỏi một cái đó là một cái điểm huyết mạch vào tại ngày 3 tháng 11 này, tại sao nó gọi là huyết mạch. Như hồi nãy Thanh Tùng mới mới vừa chia sẻ đó, thì những tiểu bang như là Ohio, bây giờ Tổng thống Trump vẫn còn cộng 3 điểm, rồi những cái tiểu bang như là Iowa chẳng hạn, Tổng thống Trump vẫn dẫn 1 điểm. Bình thường đó, nếu mà Trump, nếu mà mình dẫn đối phương trong vòng từ 1 cho tới 4 điểm đó, mà trong cái các cuộc thăm dò đó, thì trong các cuộc thăm dò người ta phải có một cái sai số. Vậy thì nếu mà dẫn từ 1 tới 3 điểm có nghĩa là cái chỗ đó chưa có chắc ăn, mà chưa chắc ăn có nghĩa là phải đổ tiền vào. Thành ra mình đang ngồi ở trên cái bàn cờ mà mình chỉ có một cái số tiền thôi mà mình phải xài cái tiểu bang nào, thì đây là cái nguyên tắc của những cái người tranh tranh cử nè. Nếu mà một cái tiểu bang nào mà họ chắc thắng thì họ sẽ không đổ tiền vào. Chẳng hạn như ở California, các cái cuộc thăm dò cho thấy là cái điểm dẫn nó lên tới mười mấy 20 điểm mà nó liên tục như vậy, thì chắc chắn rằng ông Joe Biden không có bỏ bỏ tiền vào California bởi vì chắc thắng rồi. Tổng thống Trump cũng không bỏ tiền vào California bởi vì chắc thua rồi. Thành ra cái đó là yên. Còn nếu mà cái một tiểu bang nào như là tiểu bang Ohio mà bây giờ là Tổng thống Trump đang cộng 3 đó, thì cái cộng 3 nó còn vẫn còn nằm ở trong vùng sai số, thì chắc chắn là Tổng thống Trump lẽ ra phải bỏ tiền vào Ohio. Tương tự như vậy ở Wisconsin, Iowa. Nhưng mà đây là cái khó nè, là mình cũng chỉ có một cái số tiền như vậy thôi. Thì bây giờ lúc đó mình mới lựa, mình nói là như vậy thì cái tiểu tiểu bang nào là cái tiểu bang sống chết nhiều nhất thì người ta mới bỏ tiền vào. Ngay bây giờ chúng ta đang thấy cái tiểu bang Florida đó, thì mà trong những cái thăm dò khác nhau, có những thăm dò thì Tổng thống Trump dẫn 1 điểm, rồi ông Joe Biden dẫn 2 điểm, rồi Tổng thống Trump với ông Joe Biden bằng nhau. Cái mới nhất thì ông Joe Biden dẫn 3 điểm, nhưng mà đó là một cái tiểu bang mà trong cái nhìn của phía bên ban tranh cử của Tổng thống Trump đó, là cái tiểu bang đó thứ nhất là rất là cần thiết, tại vì nó tới 29 phiếu cử tri đoàn. Cái tụ này là cái tụ tương đối lớn. Và cái thứ hai nữa là cái sự dẫn của ông Biden ở Florida đó, thấy là thấy như vậy nhưng mà nó không phải là vững chắc. Cho nên nếu mà giả sử bên phía bên Tổng thống Trump mà bỏ tiền vào đó, thì mình thì Tổng thống Trump hy vọng là giật lại 29 cái phiếu cử tri đoàn đó để cho phía mình, mà để mình thắng. Cái kẹt là những cái tiểu bang khác cũng đang tranh tranh đua như vậy, mà trong cái quỹ của Tổng thống Trump thì bị cạn tiền rồi. Chúng ta nên nhớ là Tổng thống Trump cho tới giờ phút này đó, nói chung là Tổng thống là gọi là gây quỹ đó đã lên tới 1 tỷ đô la rồi, chứ không phải là ít. Nhưng mà vì cái cách mà Tổng thống xài đó, nó hơi hơi thiếu kiểm soát, nói như vậy. Bây giờ như cái tin mà gần nhất đây cho biết đó là trong cái ban vận động của Tổng thống đó, thì Tổng thống bỏ ra nó là chi tiền, thì những cái người mà vận động cho Tổng thống đó thì họ xài tiền một cách hơi hoang phí. Chẳng hạn những gì điều điều mà không cần thiết, như là một cái quảng cáo ở trên cái trận Super Bowl năm rồi, nó cái cuộc tranh cử còn xa quá mà bỏ ra 1 triệu đô la cho cái Super Bowl năm vừa rồi, thì người ta nói rằng là nó phí. Rồi những cái lần mà tổ chức cái đại hội lần này, cái đại hội của Đảng Cộng hòa lần này đó, thì tổ chức rất là gần cái trung tâm, tổ chức rất là gần cái khách sạn của Tổng thống. Thành ra người ta đổ tiền vào cái hotel của Tổng thống. Dĩ nhiên cái đó tiền nó đã vào túi Tổng thống rồi, nhưng mà khi tiền vào túi Tổng thống mà giá của hotel thì lại tăng bọt lên so với những cái hotel chung quanh, thì dĩ nhiên cái tiền tranh cử, cái tiền vô túi Tổng thống nhưng mà cái tiền để mà tranh cử đó nó bị hao hụt. Thành ra qua những cái nói chi tiết thì nó nhiều lắm, nhưng mà tóm lại là qua những cái hao hụt này,
và bây giờ có một cái số tiền lớn chi ra mà người ta không có kế toán nữa. Thành ra bây giờ chỉ còn có 13 ngày nữa thôi mà không có đủ tiền để trang trải qua những cái nơi khác. Thì cái góc nhìn của bên phía bên Tổng thống Trump là nói rằng là thôi thì những cái tiểu bang như là Ohio hay là Iowa, mình cái phần thắng mình có mà, mặc dù là thắng mong manh đi nữa, nhưng mà không thể nào để thua Florida được, cho nên dồn tiền về đó. Vậy thì tại sao lại dồn tiền về Florida? Tại vì ngay bây giờ, lúc mà anh em chúng ta đang nói chuyện, mới hôm tuần rồi, chúng ta nhớ là ông Michael Bloomberg, ông đã gọi là bỏ 100 triệu đô la để ông đánh ở Florida giùm cho ông Phó Tổng thống Biden. Thành ra, khi ở bên Florida đó, nó có 10 cái khu vực, 10 cái market đó, 10 cái khu vực về truyền thanh, truyền hình này nọ, thì bây giờ là bên phía bên ông Joe Biden gần như là họ đang lấn áp các cái làn sóng trên TV, trên radio, họ đưa ra những cái quảng cáo mà nó nói về coronavirus, rồi nó nói những cái sự ủng hộ những cái của người ta cho của dân chúng cho Biden, nói cái sai lầm của tổng thống mà. Thì bây giờ để đối trả lại cái đó, bắt buộc tổng thống phải dồn tiền vào Florida, cho nên mình thấy cái đó nó chính cái việc đó nó làm cho cái quỹ của tổng thống Donald Trump mà dành riêng cho Florida bây giờ tự nhiên là phải ăn thêm nữa, và nó làm cho tổng thống có hơi vất vả bên Florida cũng chỉ vì 29 cái phiếu cử tri đoàn đó. Trở lại với Thanh Tùng. Thưa cho Thanh Tùng được xin phép để tiếp lời luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Con số tiền mà chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Trump đổ vào cho tiểu bang chiến trường Florida, cho các mẫu quảng cáo ở trên TV từ tháng 6 cho đến ngày bầu cử là 263 triệu Mỹ Kim. Mới đây, sau khi thấy bên ông tỷ phú Michael Bloomberg, như lời luật sư Nguyễn Hoàng Duyên vừa trình bày, đổ vào quảng cáo cho chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden số tiền cả 100 triệu Mỹ Kim, và bên ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump quyết định chi thêm 6 triệu Mỹ Kim nữa đổ vào tiểu bang này. Và cũng chính vì đổ quá nhiều tiền vào tiểu bang Florida để bảo vệ cho thành tích của mình nhằm có thể lấy phiếu, chính vì vậy mà không đủ tiền để tiếp tục các chiến dịch quảng cáo trên TV tại hàng loạt các tiểu bang nằm về phía Trung Tây, phía Bắc của Trung Tây, hoặc là các tiểu bang nằm về phía Bắc á, những tiểu bang chiến địa. Tổng thống Trump đã phải cắt tiền quảng cáo trên TV tại những tiểu bang như Wisconsin, Pennsylvania và Michigan. Thưa quý vị, bên cạnh đó, phía chính quyền Tổng thống Trump, chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Trump, họ cũng đã để trống thành trì cho những tiểu bang Arizona, North Carolina và Georgia. Ngay trong giờ phút này, những tiểu bang này đó đã bị phía ủy ban vận động của Tổng thống Trump, họ cắt tiền quảng cáo, họ giảm bớt rất nhiều. Thanh Tùng nói thí dụ, như ở tiểu bang Ohio, bên chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump đã giảm tiền quảng cáo lên tới gần 13 triệu Mỹ Kim. Bên tiểu bang Minnesota, chính bên ủy ban vận động tranh cử của ông Trump cắt tới hơn 6 triệu Mỹ Kim tiền quảng cáo. Ở Wisconsin, cắt tới gần 3 triệu Mỹ Kim tiền quảng cáo. Ở bên tiểu bang Georgia, cắt tới hơn 7 triệu Mỹ Kim tiền quảng cáo. Ở bên Arizona, cắt tới khoảng 6 triệu Mỹ Kim. Hai tiểu bang Georgia và tiểu bang Arizona là hai tiểu bang mà ông Trump đã thắng, và thắng rất dễ dàng trong kỳ bầu cử 2016. Nên lần này ông không có vẻ tập trung tiền về đó. Bù lại, những tiểu bang nào khi chiến dịch tranh cử của ông Trump mà rút bớt tiền quảng cáo để đổ vào chiến trường Florida, thì lúc đó ủy ban tranh cử của bên Joe Biden cùng với các Super PAC là những siêu ủy ban chính trị mà ủng hộ cho ông Joe Biden, họ đổ tiền về những tiểu bang chiến địa nhằm có thể quảng bá, nhằm có thể tuyên truyền, nhằm có thể quảng cáo lấy phiếu của cử tri ở những vùng này. Đây được xem là một trong những chiêu mà tỷ phú Michael Bloomberg dồn Tổng thống Trump phải ở vào thế tự vệ ở ngay tiểu bang Florida này. Thanh Tùng chỉ muốn thắc mắc, thưa luật sư, với những con số mà luật sư Duyên với Thanh Tùng vừa trình bày với quý thính giả đó, liệu quảng cáo nhiều
đổ nhiều tiền, mình có hy vọng được nhiều về hiệu quả của lá phiếu mình có được không thưa luật sư? Nói chung là nếu mà mình có tiền, mình quảng cáo nhiều thì dĩ nhiên là nó có một cái lợi, nhưng mà cái câu hỏi của Thanh Tùng rất là thông minh. Cái tiền đổ ra không có guarantee là mình sẽ thắng. Và đây là cái bằng chứng nè. Khi mà Tổng thống Donald Trump tranh cử cái vòng sơ bộ của đảng Cộng Hòa thôi đó, chứ chưa có dính gì tới bà Hillary đó. Trong cái vòng sơ bộ thì Tổng thống Donald Trump phải chống lại, lúc đó mình nhớ là 15-16 người ứng cử viên mà. Thì trong đó chẳng hạn ông Jeb Bush á, ông xài tới ngay cái những cái bước đầu tiên đó, trong cái kho tiền của ổng đó mà ổng đã quyên được cả trăm triệu, mà trong khi ổng bỏ ra cái số tiền cả trăm triệu đó, lúc đó đó là tổng thống, lúc đó là ứng cử viên Donald Trump chưa có bỏ ra bao nhiêu hết trơn đó, nghĩa là bên kia xài gần như là gấp 10 lần đó, vậy mà không có đạt được số phiếu nổi. Cuối cùng ông Jeb Bush ổng phải nghĩa là ngưng cái cuộc tranh cử giữa chừng là tại vì hết tiền. Mà rồi chúng ta cứ thấy nó cứ liên tục như vậy đó. Cuối cùng là những cái đối thủ của Tổng thống Trump ở cái vòng sơ bộ của đảng Cộng Hòa năm 2015 đó đều spend tiền rất là nhiều. Ngay cả cái bà Carly Fiorina đó, bà này thì bà là tỷ phú rồi. Bà cũng bỏ tiền ra rất là nhiều. Bà cũng phải là bỏ cuộc nữa chừng mà. Thì khi mà Tổng thống Trump đã đắc cử rồi đó, thì cái con số mà khi mà đối đầu trực diện với lại Hillary Clinton đó, thì cái số tiền mà Hillary Clinton mà xài ra đó để mà quảng cáo, để mà vận động đó, nhiều gần gấp 3 lần tổng thống, gấp 3 lần ứng cử viên Donald Trump vào cái năm đó. Rốt cuộc lại, yes, bà Hillary có thắng hơn 3 triệu phiếu, nhưng mà cũng không có thắng được ở mấy cái tiểu bang mà mình gọi là tiểu bang chiến địa đó. Trong 3 tiểu bang mà tổng thống thắng gom lại có vài chục ngàn phiếu thôi, nhưng mà một cái tiểu bang, ông lần trước anh em mình đã nói rồi, mỗi một tiểu bang đó là một tụ, mà tổng thống thắng những cái tụ ở Ohio, ở Iowa, Iowa, Wisconsin đó, là nó gom lại thì nó quật ngược lại cái số cử tri đoàn. Chính vì vậy, để mà trả lời cho Thanh Tùng đó, thì yes, có tiền để vận động, để mà quảng cáo, để mà đưa ra cái chính sách của mình đó, thì nó là một cái lợi chắc chắn rồi. Nhưng mà hỏi là nó có guarantee cái chiến thắng hay không? Nó không có guarantee chiến thắng. Trả lời với Thanh Tùng. Dân xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Vừa rồi quý vị vừa nghe luật sư Nguyễn Hoàng Duyên phân tích rất là cặn kẽ tình hình ngay tại tiểu bang Florida. Vốn dĩ là một tiểu bang quyết định cho cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc, bởi vì nó nghiêng ngửa, nhưng Florida là tiểu bang nghiêng về phía Cộng Hòa nhiều hơn. Bây giờ Thành Tùng mời quý vị cùng ghé qua thăm tiểu bang Texas. Texas thì nó khác hoàn toàn bên Florida. Tiểu bang Texas là tiểu bang đậm chất cowboy và đậm chất Cộng Hòa. Thưa, tình hình bên tiểu bang Texas cho đến giờ phút này có dấu hiệu gì thay đổi không thưa luật sư? Chúng ta biết là cái tiểu bang Texas là từ đó tới bây giờ là tiểu bang Cộng Hòa. Cái lần duy nhất mà dân Texas bầu cho một ông tổng thống dân chủ đó là năm 1976, bầu cho tổng thống Jimmy Carter, mà bầu một lần một đó thôi. Lần sau khi mà ông Jimmy Carter ra ứng cử một lần nữa thì dân Texas không có bầu cho ông Jimmy Carter nữa. Thì cho nên cái đó là mình thấy nó rõ như vậy mà. Cái năm 2016 thì con số mà Tổng thống Trump thắng hình như là từ là khoảng 10 điểm đó. Thắng bà Hillary xa lắm, khoảng 10 điểm ở Texas. Chỉ có một cái điều là đây là một vài cái thay đổi gần đây nè. Thứ nhất là cái thành phần mà Latino, thành phần da màu ở Texas đó, trong nhiều năm nay họ không có tham gia vào các cái cuộc bỏ phiếu một cách nghĩa là dữ dằn. Năm nay thì tham gia rất là nhiều. Cái con số người mà gọi là ghi danh đó, ghi danh bầu phiếu năm nay lên tới là 17 triệu người ghi danh. Nó, hồi năm 2016 có 15 triệu người, năm nay 17 triệu người, có nghĩa là tăng lên 2 triệu phiếu rồi. Và nói về cái bỏ phiếu, nếu mà mình nói là bỏ phiếu đó, thì ở bên
mà mới cái chương trình lần trước anh Duyên với là Thanh Tùng chia chia sẻ với quý khán giả đó, là ông thống đốc Texas á, ổng ra lệnh là một cái county mà có dù có rộng mênh mang như là cái county Harris mà trong đó có thành phố Houston của Việt Nam mình nó cũng vậy nữa, cho dù county rộng cách mấy hay là nhỏ gì đó cũng chỉ có một chỗ để mà mình lái xe tới đó mình drop cái lá phiếu mình vào thôi. Còn trừ trường hợp nếu mà mình muốn gửi bằng thư cũng được, nhưng mà thể mà nói là đã bỏ phiếu đấy thì cả county chỉ có một địa điểm để mà bỏ phiếu sớm. Vậy đó mà mình thấy cái, cho tới cái lúc mà anh Duyên với Thanh Tùng đang nói chuyện là bây giờ nó còn hơn nữa rồi. Ngày hôm qua đó cũng khoảng giờ này thì cái thông tin nó lên là vào khoảng là người ta bỏ là 4.600.000 phiếu đã bỏ sớm rồi. Tức là bất chấp cái dịch coronavirus, người ta ra này người ta đứng xếp hàng, đeo mặt nạ, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, người ta chờ 7 tiếng, 8 tiếng đồng hồ để bỏ lá phiếu, người ta vẫn bỏ. Cái thứ hai, ở những cái người mà chung quanh những cái địa điểm mà có thể mà drop cái lá phiếu thì họ drop vào. Thành ra mình khoan nói cái vấn đề mà phiếu bỏ bằng thơ, mình chỉ nói những cái phiếu mà bỏ sớm thôi đó, nó cũng đã tăng lên kinh hoàng rồi. Thì cái tổng cộng cái phiếu vừa bỏ bằng thơ mà vừa bỏ sớm đó, nó lên 4.600.000, mà chúng ta nên nhớ là hồi năm 2016 đó, tổng cộng cái số phiếu người đi bầu mà như là kết quả hết rồi đó, nó vào khoảng là 9.000.000 phiếu. Thì quý khán giả chỉ cần thấy bây giờ còn tới 2 tuần nữa, là còn 13 ngày nữa là mà 4.600.000, có nghĩa là quá hơn nữa cái số người mà đi bầu đó. Nghĩa là cái số bây giờ đó, cái số phiếu bây giờ đã vượt quá hơn nữa cái số người đi bầu của năm 2016 rồi. Thành ra từ đây tới ngày bầu cử, chắc chắn cái số phiếu đó nó sẽ vọt trội lên nhiều mà. Thì nó cho thấy là yes, cái người ta bắt đầu người ta engage, người ta nhập cuộc hơn nhiều. Và một cái điểm thứ hai nữa là nếu mà mình nói một cái số phiếu mà bỏ sớm đó, ngoài Texas ra thì đi ngoài lề chút, tại vì Thanh Tùng chỉ hỏi về Texas, nhưng mà mình nói luôn cái số phiếu mà bỏ sớm đó, bây giờ ngay tại California thì nó cũng đã 3.000.000, khoảng 3.500.000 phiếu rồi. Rồi Florida cũng khoảng gần 3.000.000. Thành ra trên toàn quốc đó, nói là cho tới giờ phút này là 34.000.000 phiếu đã bỏ sớm rồi. Cũng khoảng thời gian này của năm 2016 đó, thì toàn quốc chỉ có 1.400.000 thôi, mà bây giờ là 34.000.000, có nghĩa là nó tăng lên mấy chục lần lên. Cho nên cái nhiệt tâm của cái người của cử tri bây giờ đó, thì người ta thấy rằng là sự thay đổi nó nhiều, và cho nên ngay bây giờ đó thì cái thăm dò ở tiểu bang Texas đó, những cái thăm dò cho thấy là tổng thống Trump vẫn dẫn vào khoảng 4.5%, 4.4%, nhưng mà thật sự năm 2016 tổng thống thắng trên khoảng 10 điểm là nó có nhích cái kim, nó có nhích, nhưng mà mình không hiểu là nó nhích cái kim đó, nó từ đây cho tới ngày 3 tháng 11 nó có thể đảo ngược để nó biến cái tiểu bang Texas thành ra tiểu bang xanh, tiểu bang dân chủ hay không, giống như là năm 1976 hay không, cái đó thì mình chưa biết. Nhưng mà chính vì cái đà đó, cái đà này khiến cho bên phía bên ban vận động của ông Joe Biden, thứ nhất Florida là họ đã đánh mạnh rồi, rồi thêm cái sự hỗ trợ của ông Bloomberg, rồi cái sự hỗ trợ của những cái nhóm cộng hòa mà ủng hộ Joe Biden, họ cũng đánh rất mạnh ở bên Florida. Thành ra bây giờ cái ban vận động tranh cử của tổng thống của phó tổng thống Joe Biden đó đang đánh rất là mạnh ở Texas, để mong là từ đây cho tới trong vòng 13 ngày sắp tới đó, những cái người mà thứ nhất là họ lưng chừng hoặc là họ cũng không có tha thiết với cái cuộc bầu cử lắm đó, thì lần này họ sẽ bước ra để mà họ bỏ lá phiếu. Thành ra tiểu bang Texas là một cái tiểu bang mà bây giờ dân chủ họ chịu bỏ tiền nhiều rồi. Hồi xưa họ chỉ bỏ cầm chừng thôi, tại vì họ biết là có bỏ nữa cũng thua mà. Nhưng mà vì cái Thanh Tùng hỏi là có thay đổi gì ở Texas hay không, ở bên dân chủ đã thấy rằng là Texas có một cái dấu hiệu tốt, thành ra họ tung tiền vào. Mà họ tung tiền lần này đó, ngoài cái ghế của tổng thống ra
Hiện chúng ta biết là ở bên Texas cũng đang tranh cử cái chức thượng nghị sĩ, cái ghế thượng nghị sĩ mà của ông Cornyn. Thành ra ông Cornyn là một ông thượng nghị sĩ Cộng hòa, mà trong khi đó cái khoảng cách của cái ông ứng cử viên dân chủ đó, có cái của cái người mà ứng cử viên dân chủ đi sát với ông Cornyn đó, nó cũng khép lại vào khoảng 4 chấm. Cho nên cái chuyện mà bỏ tiền ra đó, bên cạnh cái giành cái ghế tổng thống ra, đảng dân chủ còn muốn giành luôn cái ghế thượng nghị sĩ mà đang tranh chấp ở bên Texas nữa. Trở lại với tranh tụng. Thưa để quý thính giả nghe đài có một cái nhìn cụ thể hơn một chút nữa từ tiểu bang Texas thì cho Thanh Tùng được chia sẻ với quý vị một số những thông tin mà chúng tôi thấy được ở trên tờ Texas Tribune. Tờ báo ngay tại Texas này cho thấy rằng là ở tiểu bang vốn dĩ được xem là tiểu bang đỏ của đảng Cộng hòa thì họ chia ra những quận hạt lớn và những quận hạt nhỏ hơn. Có khoảng 10 quận hạt lớn nhất và 244 quận hạt nhỏ hơn. Hồi năm 2016, trong cuộc tổng tuyển cử năm đó, thì ứng cử viên tổng thống bên đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton. Bà thắng ở hầu hết những quận hạt lớn, với tổng số phiếu bầu là 620.000 phiếu. Trong khi ông Trump lại thắng được là nhờ hàng trăm quận hạt nhỏ mang về cho ông khoảng 1.400.000 phiếu bầu. Điều đó cho thấy là dù đây là một tiểu bang Cộng hòa, nhưng càng ngày lại càng có thêm nhiều quận hạt lớn họ nghiêng về phía của đảng Dân Chủ. Và Thanh Tùng nói thí dụ như luật sư mới vừa nhắc tới trường hợp của quận hạt Harris County, nơi mà có thành phố Houston. Cả tiểu bang Texas là tiểu bang Cộng hòa, nhưng rõ ràng người ta nhìn thấy Houston lại là một thành phố lớn, lớn hàng thứ ba trên cả nước Mỹ. Và đây là thành phố lại mang tư tưởng cấp tiến, nằm lọt thỏm giữa một tiểu bang bảo thủ. Cho tới bây giờ, tính cho đến ngày 20 tháng 10 vừa qua, trong tổng số 2.500.000 cử tri đã ghi danh bầu cử tại quận hạt Harris County, thì thưa quý vị, bây giờ thì đã có khoảng 32.3% cử tri đã đi bầu cử sớm rồi. Và càng ngày, số cử tri đi bầu cử sớm càng nhiều. Và thống kê cũng cho thấy, ở những tiểu bang nào mà họ chịu cung cấp thông tin về số cử tri thuộc đảng phái nào đi bầu á, thì không phải tiểu bang nào cũng cung cấp. Nhưng tiểu bang nào cung cấp thì mình nhìn thấy rất là rõ ràng câu chuyện của trong cuộc bầu cử sớm này thì đa số các cử tri đi bầu là cử tri của đảng Dân Chủ. Hiện bây giờ thì cái phần trăm mà dẫn trước của cử tri Dân Chủ với cử tri Cộng hòa đến giờ phút này trên cả nước luôn, người ta ước tính nó lên tới 14% cách biệt giữa cử tri Dân Chủ và cử tri Cộng hòa. Thưa luật sư Duyên, theo luật sư thì có điều gì để có thể giải thích được là tại sao cử tri Dân Chủ họ lại hăm hở đi bầu cử sớm hơn là bên Cộng hòa như vậy? Cái đây là cái cảnh mà hồi năm 2016 mà mình nhìn trên TV mình thấy nè. Chúng ta nhớ là cái đêm hôm trước là Tổng thống Donald Trump gọi là đắc cử, thì vừa Tổng thống vừa đắc cử thì qua ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa đó, mình thấy gần như là bao nhiêu cuộc biểu tình ở trên 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 nước Mỹ này, gọi là họ đi hàng hàng lớp lớp, họ đi dữ lắm. Thì ai cũng hỏi cái câu hỏi đó, bà Michelle Obama sau này trong trong những cái lần phỏng vấn bà cũng hỏi đó, bà nói là bà tự hỏi rằng là những cái người đó đó, cái ngày bỏ phiếu họ họ ở đâu. Tại nếu mà những cái người đó mà bỏ phiếu đó thì đâu đã bỏ phiếu, có phải mất công mà đi biểu tình như vậy nữa. Và cái đó đó nó cho thấy rằng là chính hồi năm 2016 những cái thăm dò cho thấy là bà Hillary bà dẫn 3 điểm 4 điểm nơi này nơi nọ đó, thành ra rất là nhiều người làm biếng nằm nhà không có đi tới phòng phiếu bỏ. Thành ra thăm dò thì thăm dò hỏi mình nói là tôi ủng hộ bà Hillary thì người ta cũng ghi là mình ủng hộ bà Hillary, nhưng mà tới cái ngày đi bầu mà mình nằm nhà đó thì chắc chắn cái sự ủng hộ của mình nó vô nghĩa, và vì ủng hộ mình vô nghĩa cho nên
qua cái ngày sau cái ngày bầu cử là phải đi ra biểu tình là vì mình phẫn nộ mà. Thì qua 4 năm trời, nếu mà giả sử một cái người tổng thống mà thật sự một người mà biết lo cho dân, biết nhìn vào cái nỗi khổ của thiên hạ đó, thì cũng biết một điều là yes, mình mặc dù mình đắc cử nhưng mà mình còn thua 3 triệu phiếu mà. Vậy thì nếu mà mình muốn đắc cử lần thứ hai đó, mình phải với ra, mình phải lo cho dân, mình làm sao mình lấy lại những cái người mà hồi xưa không có đồng ý với mình đó, mình phải tạo cho cơ hội để mà người ta thấy rằng đây nè, Donald Trump này hay như thế này, giỏi như thế này nè, và Donald Trump này muốn đoàn kết nè, thì Donald Trump này đã không làm như thế. Cho nên cho tới giờ phút này mình chưa có nghe một cái nỗ lực nào của Tổng thống Donald Trump để mà nói rằng là yes, tôi đại diện cái nhóm bảo thủ, tôi đại diện cái nhóm da trắng, nhưng mà đồng thời tôi cũng là tổng thống của những người da màu nữa. Mình không thấy cái chuyện đó. Và vì không thấy cái chuyện đó cho nên cứ mỗi một lần mà có một cái xung đột gì xảy ra đó, tổng thống không có đủ cái khả năng và không có đủ cái leadership để mà đoàn kết những cái lực lượng lại, mà tổng thống cứ đứng binh, tổng thống đứng, tổng thống binh vào cái nhóm da trắng mà thượng đẳng đó, đưa binh vào cái nhóm mà họ đã ủng hộ mình sống chết với mình đó, thì lại tổng thống lại làm cách xa cái nhóm kia ra nữa. Cho nên cái sự phẫn nộ nó càng lúc nó càng gia tăng, mà cái sự phẫn nộ nó gia tăng nhiều đến mức độ mà bây giờ người ta nói rằng là cái 3 tháng 11 này đó là tôi bầu cho cái nền dân chủ, tôi bầu cho cái bản hiến pháp, tôi bầu cho cái sự tự do và tôi bầu cho chính cái mạng sống của tôi nữa. Thành ra người ta bắt đầu người ta buông ra cái hiện tượng đó đó. Mình thấy nào là những cấp chỉ huy tình báo nè, thấy rằng là mình đang lâm nguy với nước Nga, mà tổng thống thà là đứng với Putin chứ không có đứng với tình báo của mình đang bị tấn công mà tổng thống lại đi phá vỡ tất cả những liên minh, những đồng minh của mình ở trên thế giới. Trung Quốc nó thì đang lớn, nên là Trung Quốc nên cứ một cái chỗ nào mà Mỹ bỏ trống là Trung Quốc nhào vô điền vào chỗ trống liền, thì tổng thống càng lúc lại càng bỏ nhiều hơn. Cái sự gần gũi giữa mình với Nhật Bản, mình với Nam Hàn, tổng thống lại bỏ trống quá nhiều. Mà chính vì như vậy đó thì từ bên nội nội bộ mình cũng đã thấy cái nội trị nó đã hỗn loạn rồi, cái ngoại giao mình mất cái uy tín, mất cái leadership rồi. Cho nên ngay cả giới tình báo mình cũng thấy họ lên tiếng, rồi các ông tướng lãnh mình cũng thấy lên tiếng, rồi đến mức độ mà khoa học, tờ báo khoa học mà nó 175 năm nay, chúng tôi không không bao giờ chúng tôi ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào, vậy mà bây giờ chúng tôi không còn im lặng được nữa, chúng tôi phải ủng hộ Joe Biden đó. Thì những cái hiện tượng như vậy, ai đã tạo ra những cái hiện tượng đó, ai tạo ra cái sự phẫn nộ đó, thì cái sự phẫn nộ đó, cái hiện tượng đó là do chính tổng thống tạo ra. Cho nên trên ngày hôm qua thôi, tổng thống chúng ta nên nhớ là tổng thống đi tới đâu, bây giờ tổng thống cũng nói với những cái người phụ nữ mà ở mình gọi là ở các cái vùng ngoại ô đó, thì tổng thống nói với những cái người phụ nữ da trắng ở các cái vùng ngoại ô, ở các cái suburban, tổng thống nói là chồng làm ơn thương tôi đi, bầu tôi cho tôi đi. Tổng thống nói rõ như vậy, cái đó là lời của tổng thống. Ngày hôm qua cả một cái nhóm gọi là phụ nữ women ở suburban của cái tiểu bang Michigan, là tiểu bang mà tổng thống rất cần thắng đó, họ làm một cái tập hợp để làm gì vậy, để ủng hộ ông Joe Biden. Thành ra nói chung là cái, nếu mà để trả lời cái câu hỏi của Thanh Tùng là vì sao có một cái hiện tượng mà tham gia bầu phiếu này nọ mà nó khác năm 2016, thật sự là nó khác nhiều của bầu cử trước lắm, cũng chỉ vì cái đó, cũng 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 chỉ vì là cái sự phẫn nộ. Khi mà một cái người nằm ở trong một cái vị trí leadership cao nhất của đất nước mà không có cái khả năng tập hợp được những cái đường hướng khác nhau ở trong xã hội đó, thì người ta nổi loạn thế à. Thật sự ra cho Duyên xin thêm nửa phút nữa để mà nói cái chuyện này. Bất kỳ một cái ông lãnh đạo nào đó, nếu mà thật sự mà ông hay đó, thì một lần mà có một cái cơn đại nạn của quốc gia đó, đó là cái cơ hội để mà ông tập hợp những mọi người. Chúng ta nhớ là chẳng hạn như là tổng thống Franklin Roosevelt trong Thế chiến thứ hai đó, khi mà Nhật mà tấn công trên châu cảng, mà ông ra ông tuyên bố là
tổ quốc lâm nguy, chúng ta hợp sức lại để mà chiến đấu cho tới chiến thắng đó. Sau đó cái điểm ổng lên, và chúng ta nên nhớ là ông Tổng thống Roosevelt là ông Tổng thống duy nhất mà đắc cử 4 lần. Sau ông Tổng thống Roosevelt thì bản hiến pháp phải sửa lại, nó là từ đây không có cho ai mở cử hơn 3 lần nữa đó. Chứ đó là Roosevelt là ổng là Tổng thống duy nhất mà ổng làm Tổng thống 4 lần, thì mình đã thấy rồi. Cái lần thứ hai mà mình thấy rõ ràng nhất là gần đây này là cái cuộc 9/11 năm 2001 đó. Khi mà Tổng thống Bush, khi mà bọn khủng bố đã tấn công vào hai tòa tháp đó, và Tổng thống Bush đứng ra và đoàn kết dân chúng, thì là tự nhiên khi mà Tổng thống tranh cử lần thứ hai, mặc dù là những cái dấu hiệu về kinh tế, những thứ khác đó, nó có vẻ nó bắt đầu nó có cái dấu hiệu nó không có ổn rồi đó, mà Tổng thống Bush vẫn đắc cử lần thứ hai một cách ngon lành. Ông đắc cử lần đầu mà khi ông thắng ông Al Gore đó thì đắc cử rất là treo meo, nhưng mà lần thứ hai thì ông đắc cử rất là ngon lành, thì chúng ta cũng đã thấy rồi. Cái đó là cái ông Tổng thống Bush. Cái lần này nè, trong cái cơn đại dịch này, nếu mà hồi tháng Giêng đó, Tổng thống Trump ra nói rằng là tôi biết rất rõ là cái con vi khuẩn này nó đã rời Vũ Hán. Mình không biết là nó có thiệt, nó gì đó, tức là Trung Quốc có cố tình hay là Trung Quốc vô tình như vậy đó. Nhưng mà cái con vi khuẩn này nó sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu mà Tổng thống biết rất rõ như vậy, Tổng thống đã nói với cái ông Bob Woodward ở trong cái cuộn băng mà ông Bob Woodward ông ra sách, ông ghi lại đó. Nếu mà Tổng thống biết mà Tổng thống nói rõ với dân chúng Mỹ là nói bây giờ chúng ta hợp lực lại để mà chúng ta bảo vệ dân của chúng ta, nếu mà Tổng thống làm những cái điều đó đó, thì chắc có lẽ là ngay bây giờ điểm của Tổng thống nó vọt lên ghê gớm lắm. Nhưng mà Tổng thống không phải là cái cách không có cái tư cách là dẫn đạo như vậy. Ông không có cái leadership kiểu đó. Cái leadership của ông là bây giờ thấy chứng khoán rồi gọi là lộn xộn rồi đó, thì phải ra nói thẳng luôn, dùng cái chữ là nói dối với dân chúng. Nhưng mà chúng ta ở một cái xứ tự do, nói dối có nghĩa là mình hại cái uy tín mình. Cho nên Tổng thống đã bỏ lỡ một cái cơ hội. Chứ còn thật sự nếu mà Tổng thống handle cái coronavirus này mà hay đó, đừng có chửi mấy cái người mang mặt nạ, đừng có chửi mấy ông khoa học gia đó, chắc có lẽ là bây giờ Tổng thống có một cái cơ hội tái đắc cử rất là cao. Trở lại với Thanh Tùng. Thưa luật sư, thưa quý thính giả, hôm thứ Hai đầu tuần trước, Tổng thống Trump có tweet ra và chỉ một câu thôi: California is going to hell. Thanh Tùng xin được tạm dịch sang tiếng Việt cho dễ hiểu một cách nôm na: Cali đi chết đi. Thế rồi đến hôm Chủ nhật cuối tuần vừa qua, Tổng thống theo lời mời của một đại gia kỹ thuật đã bay đến quận Cam tham dự cuộc vận động gây quỹ tranh cử ở đó. Và rồi chỉ mới ngày hôm qua, cách đây 24 tiếng đồng hồ là hôm thứ Ba, Tổng thống đã gọi người dân của Cali là những người dân vĩ đại. Ngày hôm qua, Tổng thống có tweet ra với nội dung như sau: Hỡi những người dân vĩ đại của New York, California và Illinois, tiểu bang của quý vị đánh thuế quá cao, tội phạm quá nhiều, dân chúng đang bỏ chạy, và tất cả các problem này quý vị thấy, quý vị đều phải đối mặt. Hãy bầu cho Trump đi. Tôi hứa là sẽ dẹp hết mấy cái vụ này nhanh lắm thôi. Đó là mẫu tweet của Tổng thống Trump, gây chứng tỏ rằng là không chỉ bên đảng Dân Chủ họ khai thác chiều hướng của các quận hạt lớn ở bên Texas để họ kêu gọi bỏ phiếu cho bên Dân Chủ. Bây giờ chính Tổng thống Trump cũng khai thác sự bất mãn của một thành phần dân chúng ở Cali, ở New York và Illinois để kêu gọi bỏ phiếu cho mình. Theo luật sư, liệu những lời kêu gọi này có mang lại hiệu quả gì cho Tổng thống trong kỳ bầu cử này không, luật sư? Người Mỹ họ có một cái câu, họ nói là too little và too late, có nghĩa là quá ít và quá trễ. Quý khán thính giả nhớ như vậy, là Tổng thống Trump đó có một cái lạ lắm, là ông tin là chỉ cần một lời nói của ông là nó sẽ thay đổi. Là khi mà lửa cháy phần ở California đó, Tổng thống không hề nghĩ tới cái vấn đề là cái hạn hán ra làm sao, không hề nghĩ tới cái chuyện là biến đổi khí hậu nó ảnh hưởng như thế nào,
những cái hạn hán mà liên tục của California đó, tới trong vòng là 2-3 năm nay không có, là không có đủ mưa. Tổng thống không cần biết. Tổng thống nói những cái điều mà nó buồn cười lắm. Tổng thống nói rằng là người ta ở California đó, người ta đâm hàng triệu gallon nước xuống biển chỉ để cứu mấy cá nhỏ nhỏ thôi, đại khái như vậy. Thì cái và tổng thống nghĩ rằng là người ta ngu đến cái mức độ là tổng thống chỉ cần nói rằng là hỡi người dân vĩ đại California đó, thì là tổng thống sẽ lấy được phiếu. Thì người nào muốn tranh cử muốn nói gì nói, nhưng mà mình phải nói rằng là nếu mà mình nghĩ rằng là cái người dân đó mà người ta ngây thơ đến cái mức độ đó đó, thì cái đó thì thôi mình đành chịu. Người Mỹ có một cái bài hát đó là I started a joke, tức là tôi khởi đầu một cái trò đùa, mà rốt cuộc là cuối cùng find out là the joke is on me, đó là cái trò đùa nó là thật sự là nó đùa cả cái tên tôi đó. Mà tổng thống làm như vậy với California, với New York, mà những cái tiểu bang này tổng thống không có muốn bỏ tiền vô, là bởi vì mình biết là cái lịch sử nó cho thấy, và cái lịch sử gần nhất đây cho thấy là tổng thống thua New York và thua California rất là xa. Cho nên ông cũng chỉ nói để mà nói, tweet để mà tweet thôi. Hỏi còn hỏi rằng là thực sự có một người nào ở trong cái ban vận động tranh cử của tổng thống mà nghĩ rằng là cái lời tweet của tổng thống nó thay đổi được cái gì hay không? Thì thôi thì anh Dương thì không nghĩ là có người tin đâu, nhưng mà nếu mà có những người mà họ tin như vậy thì cứ để cho người ta tin, người ta làm sao mình cản được người ta cái quyền tin, cho dù nó ngây thơ cỡ nào. Trở lại với thông thường. Thưa luật sư, ngày hôm qua có tin cho biết rằng là trong một cú điện thoại gọi đến cho một nhân viên của mình trong ủy ban tái tranh cử, thì Tổng thống Trump có bảo với lại nhân viên đó rằng: trời ơi, dân chúng Mỹ bây giờ người ta mệt mỏi về Covid lắm rồi. Đó. Vậy mà dân chúng Mỹ bây giờ chẳng những mệt mỏi về Covid, mà dân chúng Mỹ bây giờ cũng mệt mỏi lắng nghe ông Fauci rồi. Fauci tức là tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc của Viện Dị ứng và Truyền nhiễm Quốc gia, một trong những tiếng nói hàng đầu của quốc gia trong cuộc chiến chống COVID-19 nữa quý vị. Tổng thống Trump bảo rằng trời ơi, dân chúng bây giờ họ cũng mệt mỏi nghe theo cái ông Fauci này lắm rồi. Và họ cũng mệt mỏi nghe những cái thứ ngu đần như thế này. Chữ ngu đần mà Thanh Tùng dịch là từ chữ idiots mà Tổng thống dùng cho tiến sĩ Anthony Fauci. Và Tổng thống Trump đã gọi ông Anthony Fauci là một disaster, một thảm họa. Thưa luật sư, lý do gì sao mà Tổng thống lại mạt sát một trong những thành viên trong nhóm cố vấn chống COVID-19, một trong những tiếng nói hàng đầu và đầy uy tín của nước Mỹ trong việc chống COVID-19, và luật sư? Nó là từ một cái niềm tin nó vừa ấu trĩ mà nó sai lầm đó. Là Tổng thống nghĩ rằng là cái con đại dịch này đó, chúng ta nên nhớ là ở cái tòa Bạch Ốc bây giờ đó, họ tin rằng là cứ để cho tràn lan đi, giống như mình nói mà lửa mà nó cháy đó, thì cứ để cho nó cháy tràn lan đi, nó cháy hết rồi thì nó sẽ hết cháy, đại khái như thế. Thì họ tin rằng là bây giờ không có cần phải cách ly, không có cần phải đeo mặt nạ vậy đó, cứ đi ra, cứ chơi football, cứ gần nhau, cứ rally, cứ nhảy nhót này nọ kia, rồi karaoke, rồi xong xuôi đó, là ai cũng bị bệnh hết. Mà nếu mà ai đã cũng bị bệnh hết đó, thì mình có một cái nó gọi là herd immunity đó, tức là cái tính miễn nhiễm mà của cả một bầy đó mà. Thì khi mà có nguyên cái cả một bầy mà bị miễn nhiễm rồi đó, thì con vi khuẩn không có còn chỗ để nó lây được nữa. Cái lý thuyết nó như thế, mà bây giờ tổng thống lại tin vào cái hướng đó, tin vào cái ông mới của mình, mà ông này hoàn toàn không có một cái kinh nghiệm gì về đại dịch hết á. Thì cái ông này tên là ông Atlas. Thì cái ông Scott Atlas này, ông nêu lên cái đó, và tổng thống tin là bởi vì nếu mà theo đúng cái cách nói của ông Scott Atlas á, là mình không có nên cách ly, không có nên đeo mặt nạ vậy đó, cứ vui chơi như thường, mà ai chết thì chết. Cái nói nó như vậy cho nó dễ hiểu. Trong khi ông Fauci và nhất là những khoa học gia khác, gọi là đại đa số của những khoa học gia ở trong tòa Bạch Ốc, trong đó có bà Deborah Bush cũng vậy nữa,
là người ta nói ngược lại, người ta nói là phải có những cái biện pháp này, và tất cả những cái biện pháp người ta đề nghị đó, tổng thống nói là làm vậy là phá hoại cái nền kinh tế, mà hãy phá hoại cái nền kinh tế đó là tổng thống sẽ không có đắc cử trở lại. Chỉ vì cái niềm tin đó đó mà tổng thống bây giờ mới đầu thì tỏ ra có hơi bực bội, cái bực bội nó càng lúc càng gia tăng, mà tới bây giờ tổng thống lại chửi ông Fauci là idiot. Cái chữ idiot nó nặng lắm, đó là bởi vì mình nói là một cái thằng ngu đần, và nói nó là một cái thảm họa, và bây giờ tổng thống chửi thẳng người ta như vậy. Và cái này mới vui là trong mới hôm thứ sáu tuần rồi, hôm nay mình là thứ tư, thì cái tuần là lễ, mà từ thứ sáu tuần rồi đó cho tới cuối tuần này nè, thì tổng thống đã, trong tòa bạch ốc tuyên bố đó là tuần lễ này là cái tuần lễ mà character nó cao, tức là gọi là tuần lễ nhân cách đó. Rồi trong cái văn thư mà tòa bạch ốc mà đưa ra đó, thì là trong tuần lễ này tôi, Donald Trump kêu gọi chúng ta là phải xử tử tế với nhau, từ những cái câu chuyện mình nói hàng ngày cho tới những cái hành động hy sinh của mình, vân vân và vân vân. Cuối cùng là để mà gọi là giữ cái nhân cách của nước Mỹ, là giữ cái character của chúng ta đó, thì Donald Trump đã tuyên bố tuần lễ này là tuần lễ nhân cách. Và thì ký rồi nha, ký xong rồi, văn bản xong rồi, bây giờ tổng thống Donald Trump mới nói tiếp. Và trong tuần lễ nhân cách này, cái thằng mẹ Fauci đó, thằng đó là thằng idiot, cái thằng mẹ đó nó là disaster, và cái lũ mà khoa học gia này đã làm cái lũ ngu đần, cái lũ không biết gì cả, và cái đó là cái nhân cách của Donald Trump. Trở lại với tâm trục. Thưa luật sư, quay sang với một quả bom khác. Quả bom này là quả bom từ một bài bình luận được đăng trên báo The Wall Street Journal của vị tướng hải quân đã về hưu là tướng William McRaven. Ông này từng là một viên chức đứng đầu cho một chiến dịch đặc biệt giám sát cho cuộc đột kích và tiêu diệt thành công trùm khủng bố Osama Bin Laden trước kia. Vị tướng này viết gì ở trên tờ Wall Street Journal, tuyên bố những gì mà gây chấn động dư luận dữ vậy thưa luật sư Duyên? Thứ nhất là ông McRaven thì là Thánh Tùng đã cho biết rồi đó. Ông là cái người mà chỉ huy cái chiến dịch mà sát hại Bin Laden, cái tên trùm khủng bố mà gây ra cái vụ 9/11 đó. Thì bây giờ ông viết một cái bài, ông nói rất là rõ, ông là một cái người bảo thủ, một cái người conservative. Chúng ta nên nhớ là đôi khi người ta không có muốn nói người ta dân chủ hay cộng hòa, nhưng mà mình nghe cái cách ông nói là mình biết ông là một cái người bảo thủ và cộng hòa rồi. Ông nói tôi là một cái người pro-life, có nghĩa là tôi ủng hộ, nghĩa là tôi chống lại cái sự tự do phá thai. Rồi tôi là cái người pro Second Amendment, có nghĩa là tôi ủng hộ cái quyền mà tự do mang súng. Rồi tôi cũng muốn là có chính phủ nhỏ thôi. Tôi cũng muốn là cái lực lượng quốc phòng của chúng ta phải rất là mạnh. Chúng tôi thì tôi chủ trương là hễ mà đã chào cờ thì phải đứng lên đàng hoàng, không có cái vấn đề quỳ gối xuống. Tôi là một người bảo thủ. Nhưng mà vào cái thời điểm này đó, là chúng ta cần một vị tổng thống mà tổng thống đó hiểu cái tinh thần lãnh đạo của nước Mỹ là như thế nào, cái leadership, cái tinh thần lãnh đạo ở trong cái quốc nội cũng giống như trên cái bình diện thế giới như thế nào. Và chúng ta cần một vị lãnh đạo liêm chính, có cái integrity đó, cái tính liêm chính đó, liêm chính tư cách và tôn trọng giá trị của Mỹ, những cái giá trị mà chúng ta mong đợi ở một vị tổng thống. Chúng ta đây mới là cái câu hay của ông. Chúng ta cần một tổng thống mà cho cả nước Mỹ, chứ không phải là một tổng thống chỉ có lo cho nửa nước Mỹ mà thôi. Và sau khi ông nói xong rồi, ông nói rằng là cái người mà làm được những cái việc mà ông mới nói đó là Joe Biden, và ông nói ông ủng hộ Joe Biden. Ngoài cái ông tướng McRaven ra thì cũng mới ngày trước nữa thôi, là ông tướng John Kelly. Ông tướng John Kelly này đó, ông là từng là chánh văn phòng của Tổng thống Trump. Cái ông mà mỗi một lần chúng ta thấy chụp cái hình đó, mỗi lần mà Tổng thống tuyên bố đó,
ông thất vọng đến mức độ mà ông là cái mặt ông gục trên cái bàn tay đó, mà ông bước ra đó mình nghĩ là chỉ còn những sợi tóc bạc mà trải dài qua kẻ tay thôi đó. Thì ông mẹ bây giờ ông lên tiếng, ông nói là mà để mình nói lại chút xíu, ông John Kelly đó là hồi tháng 12 của năm 2018 là ông ngưng, ông không làm cho tòa bạch ốc. Ổng thì ổng nói ổng từ chức, trong khi đó tổng thống nói là tổng thống đuổi ổng, tổng thống fire ổng. Cái hồi mà ông John Kelly mà ra đi đó thì chúng ta nhớ là tổng thống ca ngợi tùm lum hết á. Nhưng mà quý khán giả còn nhớ trong một chương trình khác tôi nói chuyện với Thanh Tùng đó, khi mà đến thăm mộ của ông John Kelly ở trong trong cái nghĩa trang Arlington, ngay cái khu số 60 ở trong cái nghĩa trang đó, con của ông John Kelly nằm xuống dưới dưới nằm đang nằm chết ở đó, đó thì ông tổng thống nhà mình quay qua nói với John Kelly, nói con đi lính làm gì, nó được cái gì, what is in there for him, tại sao mà đi lính ngu quá vậy đó? Đại khái như vậy, đây 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 là một loser, một sucker đó, đại khái nó như thế. Thì đột qua cái quá trình như vậy đó, thì bây giờ thì mình thấy là ông John Kelly 2 năm sau, gần 2 năm sau, ông nói rằng là Donald Trump là một cái người mà the most flawed person, cái này là nói công khai trên TV trong một cuộc phỏng vấn, một the most flawed person có nghĩa là một cái nhiều người mà gọi là có nhiều cái khuyết tật nhất, nhiều cái tật xấu nhất nhé. Ông nói đây là the most flawed person mà tôi từng gặp. Ông nói là the depth of his dishonesty, có nghĩa là cái mức độ bất lương của tổng thống Trump làm cho ổng, nghĩa là ổng nói cái đó là làm cho ổng kinh hoàng đó, đó là một cái astounding depth of dishonesty của tổng thống Trump. Và ổng nói thêm, ổng nói là cái sự bất lương, cái sự mưu tính trong là của Donald Trump đó, là nó xảy ra trong mọi cái quan hệ, cái đó là the most pathetic, có nghĩa là bệnh hoạn hơn hết hết thảy. Ông nói là đây là một người tồi tệ nhất mà tôi từng gặp trong cái cuộc đời của tôi. Thành ra đó là cái lời cuộc phỏng vấn lần này. Hồi tháng 6 ông John Kelly ông cũng đã nói rồi. Ông nói là ông đồng ý với ông tướng Mattis, ông tướng Mattis là ông tướng quốc phòng làm việc cho tổng thống Trump đó. Khi mà ông Mattis nói rằng là Trump là tổng thống đầu tiên mà không có chịu làm nỗ lực để đoàn kết dân Mỹ mà chỉ có chia rẽ dân Mỹ thôi, ông nói ông phải đồng ý với ông Kelly. Trong một dịp khác, cái dịp mà ông trung tá mà Alexander Vindman đi ra để mà điều trần, để mà nói lên là Donald Trump khi mà gọi qua bên Ukraine là làm tầm bậy đó, thì chính ông John Kelly này ông cũng đã nói là tôi phải nói rằng ông trung tá Vindman ông đã làm tất cả những gì của một người sĩ quan quân đội, ổng học được cái gì và ổng được dạy tất cả những cái gì, ổng làm những cái điều rất là đúng. Khi thấy cấp trên của mình mà không có liêm chính làm chuyện tầm bậy là mình phải ra mình trình bày. Thì cái đó là những cái điều mà mình thấy hai ông tướng, một ông là đô đốc hải quân, một ông là ông tướng thủy quân lục chiến, nhiều ông tướng lắm, kể cả ông McMaster, kể cả ông James Mattis, nó nói lên một cái điều gì là ngay bây giờ cái giới mà lãnh đạo quân sự đó, chúng ta nên nhớ là có tới mấy trăm vị tướng đã lên tiếng không ủng hộ Donald Trump mà bây giờ họ ủng hộ Joe Biden. Yes, tổng thống Trump cũng đưa ra một cái danh sách là 66 vị tướng, nhưng mà người ta nhanh chóng người ta nói là thứ nhất 66 vị này đó là ở cấp thấp, không có một cái quyền, tức là không có một cái vị trí nào quan trọng, và trong 66 vị đó không có một vị tướng 4 sao nào cả, trong khi 780 vị tướng lãnh và những người lãnh đạo quốc phòng tình báo này nọ đó, trong đó có 22 ông tướng 4 sao đứng lên nói rõ vì sao mà họ ủng hộ Joe Biden, và họ nói lên cái phẩm chất, cái thiếu tư cách của Donald Trump để mà làm cái chức vụ tổng thống. Thì cái đó là cái fact, và anh em chúng ta trình bày cái fact bởi vì sự thực cần phải là sự thực, đó là cái thông thường. Thưa, cho đến giờ này thì chúng tôi sẽ phải trả luật sư trở lại với công việc của mình. Thân mình biết luật sư đang rất là bận rộn, dẫu rằng đề tài thì vẫn còn
rất là dài xếp hàng. Và Thanh Tùng biết quý thính giả cũng rất muốn nghe tiếp phần bình luận của luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Tuy nhiên có vẻ như sẽ phải hẹn với quý thính giả và hẹn với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên trong chương trình của lần tới. Cho Thanh Tùng thật nhanh giới thiệu với quý vị văn phòng luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Tôi đặt tại địa chỉ 1569 La Sana Avenue, Suite 132, thành phố San Jose, Cali 95121. Điện thoại văn phòng luật sư Nguyễn Hoàng Duyên là 408-528-7668, 408-528-7668, 528-7668. Quý vị nhớ đón nghe tiết mục Kiến thức luật pháp với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên mỗi 3 giờ chiều thứ hai hàng tuần trên làn sóng AM1500 trong chương trình Hot News 1500 Radio với Thanh Sơn và Thanh Tùng, và hội luận về thời sự chính trị lúc 6 giờ chiều mỗi thứ tư hàng tuần ngay trên trang thanhtungentertainment.com. Tiết mục này sẽ được phát lại trên trang YouTube của đài Nét Việt TV. Quý vị có thể nghe lại. Và Thanh Tùng mời quý vị nhớ trở lại với tiết mục này lúc 6 giờ chiều thứ tư của tuần tới. Rất cảm ơn thời gian của luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Xin cảm ơn và xin chào quý thính giả.